kiếp sang kiếp khác nha. Ô thế đã mổ lên con thứ ba rồi. Đúng vậy. Nhanh nhé. Con dao to để chặt cái này nó dễ hơn. Có bánh kem bị xẹp. Nó bị không ăn đến nó mất con rảnh con gọt bưởi đấy con ăn đi. Cao lên là bắn hết vào điện thoại, anh điện thoại bây giờ. Cho cái đầu nhỏ nó lên này ngoáy một cái nào, nó sẽ ra cái mang. Xịt gì thế mẹ? Đây nha các bạn nhá, nếu mà các bạn nào mà không biết móc mang cá ấy thì các bạn có thể cho cái đầu nhọn con dao vào trong này này. Cái này thì mình hoàn toàn có thể biết được khi mà mình đi mua cá ấy. Mình nhìn những người làm cá người ta làm là mình biết ngay mà. Quả bóng này. Đây là con cá chép mà mình vừa mới mổ xong nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để khi mà mình rán cái con cá này này, nó có thể giòn và ăn được cả xương. Nếu mà rán để như thế này này, thì để mà giòn ăn được cả xương ấy thì nó sẽ rất là khó và lâu và mất thời gian. Thì bây giờ có một cái cách rất là nhanh và đơn giản thôi. Đó là mình khía những cái đường khía như thế này này. Khi khía thì mình chú ý khía những cái đường này nó dày hơn một chút. Bởi vì là những cái xương răm ấy, mình có thể tiếp cận được những cái xương răm thì khi ấy những cái xương đấy mình rán ấy nó mới giòn được. Thế nha, đối với những cái con cá mà nó có nhiều xương răm nhá, thì mình có thể xử lý như thế này. Đây nha, với những cái con cá mà nó có nhiều xương răm như con cá chép này chẳng hạn, thì mình muốn rán nó giòn cả xương ấy thì mình sẽ khứa nó thật là nhiều những cái đường nhỏ nhỏ như thế này này. Rồi sau đó mình ướp vào mình rán, thì khi mà rán ngập trong mỡ ấy thì những cái xương răm ấy nó sẽ được tiếp cận với lại mỡ thì nó sẽ rất là giòn. Khi mà làm theo cái kiểu như thế này này thì cá rán xong ấy nó sẽ giòn ăn được cả những cái xương răm đấy luôn. Thì nhà bạn có trẻ em hoặc là người già ấy thì cũng không sợ cái xương răm đấy gây hóc nữa. Nó cũng rất là dễ ăn và cũng rất là dễ làm thôi. Thế nha, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.